Chào mừng Ngày thơ Việt Nam lần thứ 21, tối ngày 5 tháng 2 năm 2023, Hội Văn học nghệ thuật Tây Ninh tổ chức trao giải cuộc thi sáng tác thơ Tây Ninh nhịp điệu mới năm 2023. Với chủ đề ca ngợi sức sống của đất và người Tây Ninh vươn lên sau đại dịch Covid-19, cuộc thi sáng tác thơ Tây Ninh nhịp điệu mới khuyến khích những tác phẩm mới, những cây bút trẻ và những gương mặt mới cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên. Mỗi tứ thơ là một dòng cảm xúc về tình yêu thiên nhiên, chứa chan tình đất, tình người Tây Ninh trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua các vòng xét chọn và chấm bài, ban giám khảo trao giải nhất cuộc thi cho tác phẩm Thành phố tôi yêu của tác giả Nguyễn Văn Sơn, bút danh Phước Hội. Hai giải nhì được trao cho tác phẩm Về quê của tác giả Lê Thị Nguyên, bút danh Lê Nguyên. Các giải ba gồm tác phẩm Tự tình quê của tác giả Nguyễn Thị Hồng Vân, tác phẩm Suối dây ngày mới của tác giả Đào Thái Sơn và tác phẩm Thăm lại Thạnh Bình của tác giả Mai Lâm Thuận cùng 5 giải khuyến khích. Giải tập thể thuộc về Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tây Ninh.